Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Giao Lộ Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục lên cho mấy anh em con game đa nền tảng nha anh em. Một con game mà chơi được trên tất cả các thiết bị nha anh em. Con game Long Kiếm H5 nha. Thì con này sẽ chính thức open server mới nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 6 nha, vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2023 nha anh em. Đấy, tức là 11 giờ trưa ngày mai nha anh em, ngày 5 tháng 1 năm 2023. Đấy, chính thức open server 6 nha. Thì con này sẽ free cho mấy anh em cái bộ code nha. Ở đây nó có ba cái code nha anh em. Thì anh em sẽ nhập code này trong phần phúc lợi của game nha. Đó, tí xíu nữa mình sẽ hướng dẫn mấy anh em nhập luôn nha. Thì mấy anh em tân thủ á, sẽ được tặng là VIP 10 ha, ở VIP 7 ha, 500k kim bảo nha anh em, kim bảo không phá nha anh em. Và tặng thêm là thời trang SSR ha, vũ khí SSR ha, tặng cánh SSR luôn. Thì mấy anh em nhập code vào thì mấy anh em nhận thêm là 200k kim bảo nha. Thời trang thăng cấp thạch nhân 999 nha. Đó, tiên dược thăng cấp thạch nhân 999, thần binh thăng cấp thạch nhân 999. Tặng cho mấy anh em là full set đồ đỏ xích tiêu VIP luôn nha anh em. Đấy, nguyên một set đồ nha anh em. Đó, ok luôn. Thì mấy anh em có thể tham gia thêm cái sự kiện là live xe nha anh em. Anh em làm đầy đủ tất cả các bước nha. Ở đây nó có 3 bước nha anh em. Anh em làm đầy đủ tất cả các bước, anh em gửi về bay ha. Thì anh em sẽ nhận được một cái cuộc đi live xe nha anh em. Thì cuộc đi live xe thì gồm có là 9999 kim bảo không phá nha anh em, và 100k đá cường quá nha. Đó, là ok luôn. Thì anh em có thể chơi con này tại cái đường link là longkiếm.full nha. Đấy, đường link longkiếm.full. Đây, hiện tại thì mình đang chạy trên PC nha anh em, một con game đa nền tảng nha. Đấy. Thì sẽ chính thức open server mới nha anh em, chính thức open server 6 nha, vào lúc 11 giờ ngày mai nha anh em. 11 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2023 nha anh em. Thì sau khi mấy anh em chạy nhiệm vụ một tí á, thì mấy anh em vào cái sảnh phúc lợi ha, vào sảnh phúc lợi. Mấy anh em chọn qua cái phần mã gift code nè, thì mấy anh em nhập nhập cái mã vào nha anh em. Thì ở đây thì mình sẽ nhập demo cho mấy anh em một cái thôi nha. Đấy. Đó, ok không? Rất đơn giản nha anh em. Thì mấy anh em sẽ nhập hết ba cái code vào đây nha anh em. Đó, thì anh em sẽ nhận được những phần quà code ha, rất là ngon luôn. Đấy, mấy anh em sẽ nhận được SVIP 7 ha, và code nha anh em, và một set đồ luôn nha anh em. Đấy, rất là nhiều phần quà tân thủ cho những anh em chơi nha anh em. Rồi thì con này mấy anh em có thể vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em để mấy anh em nạp chơi game nha anh em. Thì ở đây nó có những cái hình thức nạp như là ngân hàng nè ha, với Momo, thẻ cào nha anh em. Thì đây là ba cái hình thức nạp cơ bản nha anh em, anh em có thể nạp vào để chơi game nha anh em. Một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, con game Long Kiếm H5, một con game đa nền tảng, chính thức open server 6 nha anh em. Chính thức open server 6 vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2023 nha anh em. Đấy, anh em nhớ giờ chơi cho nóng nha. Rồi, phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Rồi, mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link với mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.